có một người đàn ông vừa đi vừa nghe điện thoại. Anh ta vội vàng giục một ít rác vào trong thùng rác thì anh ta giục luôn cái ví tiền của mình vào đó. Trời trong xanh, một cậu bé tốt bụng đang trên đường đi học về. Cậu bé nhìn thấy rác được vứt bừa bãi ra sân. Ai mà vứt rác bừa bãi như thế này ta? Rác thì phải bỏ vô thùng rác chứ. Cậu bé nhặt rác ở dưới sân và vội vàng bỏ rác vào trong thùng rác. Và rồi cậu bé nhìn thấy một chiếc ví. Ví tiền của ai nè? Mình phải kiểm tra xem có nhiều tiền ở trong thôi. Và cậu bé nhìn thấy rất nhiều tiền ở trong ví. What? Nhiều tiền vậy? Và cậu bé tốt cũng là sẽ làm gì với chiếc ví này? Làm người ta tốt tiền thì mình trả lại cho người ta. Đúng là một cậu bé tốt bụng phải không các bạn? Bây giờ cậu bé vội vàng kiếm lấy một chỗ ngồi. Cậu bé tháo chiếc ba lô trên vai của mình. Cậu bé mở lấy khóa chiếc ba lô ấy, bỏ chiếc ví vào trong. Và bây giờ cậu bé sẽ ngồi chờ người đánh rơi chiếc ví quay trở lại để trả lại chiếc ví cho người đánh mất. Còn đây là ông chú với não cá vàng, anh ta đã phát hiện rằng mình đã đánh rơi ví. Ơ, ví tiền của mình đâu rồi? Chết rồi. Rớt ví. Và anh ta ba chân bốn cẳng đi tìm lấy chiếc ví của mình. Anh ta sới tung cả đống rác nhưng không thấy chiếc ví, nhưng may mắn anh ta đã gặp lấy cậu bé tốt bụng. Chào cháu bé. Chào chú. Cháu bé ơi, cháu có nhìn thấy một cái ví nào ở đây không? Dạ cháu thấy một cái ví á chú. Cháu nhặt được cái ví của chú hả? Dạ. Cho chú xin lại đi. Ví của chú là màu gì? À, ví của chú là màu vàng. À đúng rồi. May quá. Thế tên chú là gì? À, thầy Thái Vlog là cháu. Đúng, đúng rồi, đây là cái ví của chú đó chú. Ồ, may quá. Cháu còn nhỏ mà tốt bụng quá. Chú xin nhá, chú cảm ơn cháu. Để trả ơn cho cháu, chú tặng cho cháu ít tiền đi mua bánh được không? Không, cháu không nhận đâu, cháu không nhận đâu. Cầm cho chú vui lắm. Cháu không nhận đâu. Ồ, ê, cảm ơn cháu bé nhá. Dạ. Cháu đi về đây. Bye bye. Và cậu bé nhanh chóng quay trở về nhà của mình. A few moments later. Còn ông chú thì vội vàng chạy vào siêu thị ở bên lề đường, mua một ít bánh và đuổi theo cháu bé. Cháu bé, chào cháu. Chào chú. Nãy cháu nhặt được ví tiền của chú nhưng mà cháu không nhận tiền. Bây giờ chú đi mua kẹo, mua bánh cho cháu đây. Cháu cầm cho chú vui nhá. Cháu không nhận đâu, cháu không nhận đâu. Đi, cháu cầm đi. Cháu không nhận đâu, cháu không nhận đâu. Đi, cầm cho chú vui nhá. Cháu không nhận đâu, cháu chỉ nhận một cái kẹo gì thôi. Ờ, thì cháu cầm thêm đi. Không, cháu không nhận đâu, cháu đi về thôi. Cậu bé tốt bụng các bạn ạ. Các bạn nhớ nhé, nhặt được vừa rơi thì trả lại cho người đánh mất giống cậu bé nhé các bạn.